Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đã chính thức bế mạc vào cuối tuần qua. Ghi nhận tại sự kiện thì nhiều doanh nghiệp lớn cho biết cả lượng khách tham quan và doanh số đều có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Theo ông Trần Đoàn Thế Di, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel, khách hàng ngày càng có xu hướng mua tour du lịch ngay tại hội chợ thay vì chỉ đến tìm hiểu thông tin như trước đây. Do đó, doanh nghiệp đã dành chương trình khuyến mãi với giá tốt nhất năm cho hội chợ ITE Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiều tour du lịch cả trong nước và quốc tế đã giảm đến 19 triệu đồng. Biết đến cái hội chợ này là thông qua thông tin từ báo chí, đài truyền hình và internet. Thì hôm nay tôi muốn đến mua một cái tour đi du lịch trong mùa thu, tại vì bây giờ tôi cũng nói chung tuổi cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn đi du lịch cho nó thoải mái một chút. Viettravel thì có cái lợi thế là một cái công ty thuộc bên Bộ Giao thông Vận tải, theo tôi biết vậy, chứ không phải thuộc bên Bộ Văn hóa Du lịch. Đó thì về cái phương tiện di chuyển, vé máy bay, phương tiện di chuyển thì nói chung là tốt. Và cái nhân viên phục vụ theo tôi thấy là cũng thân thiện. Kết quả sau 3 ngày tổ chức, Viettravel đã thu hút hơn 200 lượt khách tham quan gian hàng. Doanh số bán tour tại hội chợ đã đạt 2,5 tỷ đồng, tăng 20% so với chương trình năm ngoái. Do có cái sự chuẩn bị từ trước nên cái kết quả thì sơ bộ cho đến giờ phút này chúng tôi thấy rằng là nó có khả quan hơn. Đối với khách inbound thì chúng tôi cũng đã có tiếp xúc được với những cái khách hàng mà đã có hẹn từ trước. Còn đối với khách ở Việt Nam, khách ở trong thị trường trong nước, bao gồm đi du lịch nước ngoài và đi du lịch trong nước, thì cái lượng khách năm nay do chúng tôi công bố cái chương trình khuyến mãi giảm giá và những cái chương trình ưu đãi ngay tại hội chợ từ trước, nên cái lượng khách đã đến quan tâm và đến tham gia rất là đông. Nhân sự kiện này, Viettravel cũng tổ chức tổng kết chương trình khuyến mãi hè rực rỡ và công bố chương trình khuyến mãi mùa thu khúc giao mùa 2015. Kết quả, chị Võ Thị Quyên ở huyện Bình Chánh đã may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình là một chiếc Vespa trị giá hơn 350 triệu đồng. Riêng chương trình khuyến mãi mùa thu sẽ diễn ra trong khoảng từ 18 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm nay. Chương trình nhấn mạnh vào hai nhóm khách hàng mục tiêu là người cao tuổi và các cặp đôi đi du lịch tuần trăng mật.